Redragon và Boa từng hẹn hò 20 năm trước với bằng chứng dậy sóng dư luận. Boa và Redragon là những huyền thoại của làng nhạc K-pop, một người ở SM Entertainment, một người ở YG Entertainment, tưởng như không liên quan đến nhau. Thế nhưng hóa ra cặp đôi đã từng vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2002. Ở thời điểm đó, Boa mới 16 tuổi, còn Redragon mới 14 tuổi. Một phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng Boa và Redragon đã phát triển tình bạn khiến trái tim rung động. Cả hai đã gia nhập giới giải trí từ khi còn học tiểu học và là những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong ngành. Được biết, Redragon rất ngưỡng mộ Boa, anh đã đến phòng chờ và tặng cô khăn tắm của nhóm nhạc YG Family, nhóm nhạc dự án gồm loạt nghệ sĩ đình đám của YG Entertainment, trong đó có Redragon, cùng chiếc còi anh sử dụng trong buổi biểu diễn ca khúc Hip Hop Gentleman. Boa cũng tặng lại Redragon đĩa CD có chữ ký, đồng thời tiết lộ rằng cô là fan cứng của nhà YG. Bài báo này còn hé lộ chi tiết Redragon lỡ miệng nói Boa là mẫu người lý tưởng của anh trên sóng. Khi MC muốn Redragon giải thích rõ hơn, nam idol đã ngượng ngùng trả lời rằng em không thể tiết lộ chi tiết hơn được ạ. Nhờ đó, tin đồn Boa hẹn hò với Redragon đã lan truyền khắp nơi, trở thành chủ đề bàn tán cực hot. Tuy nhiên, ngay sau đó, Redragon đã lên tiếng giải thích về tin đồn hẹn hò với đàn chị hơn 2 tuổi. Anh đã đăng tải thông báo trên fan cà phê chính thức. Chúc mọi người vui vẻ. Fan cà phê thật nhộn nhịp vì một số sự kiện. Mình sẽ nói cho các bạn sự thật. Mình biết là fan cà phê đang nhộn nhịp vì bài báo về mình và chị Boa. Đọc bình luận của mọi người, một phần mình cảm thấy thất vọng, mặt khác lại cảm thấy biết ơn. Thành thật mà nói, chúng mình không hẹn hò, vì vậy hãy yên tâm nhé. Fan của chị Boa cũng đừng lo lắng nhé. Mình là fan cuồng của chị ấy từ lâu rồi, ai cũng biết vì luôn nói về điều đó mà. Nhưng mình chỉ là fan thôi, không hơn không kém. Sau lời phủ nhận của Redragon, tin đồn anh hẹn hò với Boa cũng lắng xuống. Sau 20 năm, nhiều netizen thậm chí còn không tin được rằng từng có tin đồn này. Sau 20 năm, cả Boa và Redragon đã trở thành những huyền thoại âm nhạc khó thay thế. Trong khi Boa chỉ công khai hẹn hò và sau đó chia tay với nam diễn viên Ju Won, thì Redragon đã hẹn hò với cả loạt mỹ nhân như Kiko, Mizuhara, Nara Komatsu, Lee Joo Seon, After School và hiện tại là Jennie Blackpink. Tháng 2 năm 2021, Dispatch bất ngờ đưa tin độc quyền, Redragon và Jennie đang bí mật hẹn hò. Tin tức này ngay lập tức gây chấn động showbiz châu Á thời điểm đó. Dispatch cho hay rapper 8X và người đẹp sinh năm 1996 đã bên nhau được một năm, hẹn hò chủ yếu ở căn penthouse sang trọng tại Hanamjong, Seoul, Hàn Quốc của nam ca sĩ. Khi Dispatch công bố loạt ảnh hẹn hò của Redragon và Jennie, YG Entertainment cũng chẳng bác bỏ hay thừa nhận. Lúc bấy giờ, công ty chỉ thông báo, chúng tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ, mong mọi người thông cảm. Redragon là trưởng nhóm Big Bang và cũng là một trong những thần tượng K-pop đình đám. Còn Jennie là thành viên nổi bật nhất của nhóm nhạc nữ Blackpink. Năm 2012, Jennie đóng vai nữ chính trong MV ZXX của Redragon. Sau đó, cô góp giọng trong ca khúc Black cùng Redragon. Quan hệ giữa cả hai lúc đó được miêu tả là Redragon thần tượng của Jennie và Jennie là nàng thơ của Redragon. 8 năm trôi qua, cả hai bắt đầu từ quan hệ đàn anh đàn em phát triển thành tình yêu. Theo Star News, Redragon và Jennie vẫn đang hạnh phúc bên nhau, thậm chí đôi tình nhân còn gặp gỡ nhau thường xuyên hơn trước. Có tin đồn trưởng nhóm Big Bang đã bí mật đi thăm bạn gái lúc cô có hoạt động chụp ảnh tuyên truyền sản phẩm mới. Cũng theo Star News, hầu hết người trong công ty YG Entertainment đều biết quan hệ giữa Redragon và Jennie. Mẹ của mỹ nhân chính X cũng biết con gái đang hẹn hò với đàn anh. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Redragon và Jennie vẫn chưa chính thức được công bố. Cặp đôi hẹn hò kín tiếng và không xuất hiện công khai trước công chúng. Đến đầu tháng 4 năm 2022, hiếm hoi lắm dân tình mới thấy Redragon và Jennie dự chung sự kiện, dự là tình cảm vẫn mặn nồng sau một năm bị Dispatch khui hẹn hò. Cụ thể, cặp đôi cùng đi dự sự kiện khai trương cửa hàng của nhà thiết kế Sun A tại Seoul. Mặc dù không công khai ảnh tay trong tay đi dự sự kiện, song nhà thiết kế đã đăng tải ảnh check-in cùng cả Jennie và Redragon. Sau hơn một năm lộ ảnh hẹn hò, đến nay cặp đôi đình đám nhất nhà YG Entertainment mới lần đầu xuất hiện chung tại một sự kiện và khiến mạng xã hội bùng nổ. Chia sẻ về chuyện công khai hẹn hò, thủ lĩnh Big Bang từng cho biết tôi sẽ không thừa nhận trừ khi bạn gái tôi muốn. Tôi tin rằng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tôi là người nổi tiếng. Công chúng có quyền được biết nhưng tôi không có nghĩa vụ phải cho họ biết. Hiện tại, nhất cử nhất động của cặp đôi quyền lực Jennie và Redragon vẫn nằm trong tầm ngắm của cư dân mạng.